quay trở lại với siêu thị Viện Vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người một lò nướng chính chức năng đến từ thương hiệu Meloca, một thương hiệu rất nổi tiếng và lâu đời của Tây Ban Nha nhé. Thì mọi người có thể thấy đây, thì cái lò nướng này có cái mã số đó là MOV65JE và có tầm 65 lít. Đây mọi người có thể thấy thì cái lò nướng này khá là lớn, và làm sao để mở được thì đây, chỉ cần ấn nhẹ vào. Lò nướng này có cái dung tích khá là lớn, và phía bên trong mọi người có thể thấy thì được làm rất là đẹp, với rất là nhiều kệ như thế này. Đây mọi người có thể thấy thì cái bảng điều khiển được thiết kế khá là tối giản, cùng với những cái nút hiện ở cái này đây, xoay chỉnh rất là tiện lợi. Và ở đây thì cũng có một cái màn hình LED để mà hiển thị những cái thông tin cần thiết. Đây mọi người có thể thấy thì phía bên trong rất là đẹp và lớn. Và những cái khay này thì chúng ta có thể điều chỉnh cái kích thước cũng đều được cả. Đây mọi người có thể thấy thì đây là kính cường lực màu đen. Và khi mà chúng ta nhìn từ bên ngoài thì cũng có thể quan sát được là đồ thức uống, đồ ăn của chúng ta được nấu bên trong như thế nào, rất là tiện luôn. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết và sản phẩm này, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha. Mọi người cũng đừng quên like, subscribe cho kênh siêu thị Vệ sinh Kim Quốc Tiến. Và bây giờ thì xin hẹn gặp lại mọi người vào lần sau. Chào tạm biệt.